Các bạn nhá, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sút Tờ Đánh Ngọc Ánh nhá. Sút Tờ Đánh Ngọc Ánh đến từ nhà An Tây Bắc Giang. Thì clip này thì cũng sắp đến cái mùa gọi là bắt long rừng 2021 này rồi. Thì em xin gọi là giới thiệu đến anh em gọi là các cái mẫu quần áo bắt long giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Và em sẽ báo giá và gọi là thanh lý cho anh em bộ quần áo bắt long nhá. Thanh lý cho anh em bộ quần áo bắt long bằng da này nhá. Đây, thì mời các bác xem chi tiết, em sẽ giới thiệu chi tiết và báo giá luôn cho các bác nhé. Rồi thì đây nha các bác nhá, thì trước tiên em sẽ giới thiệu cho anh em là cái bộ quần áo bắt long bằng bạt da nhá, bằng bạt da. Đấy, bạt da là mẫu mới về bên em luôn. Nhưng mà mẫu mới về bên em luôn. À, đặc điểm của nó là có cái ô chứa quạt làm mát cho anh em luôn nhá. Thì đây các bác có thấy nhá. Găng tay này, găng tay cao su nhá các bác nhá, găng tay cao su da. Cực kỳ là dày dặn luôn. Đấy. Vẫn ủng nhá anh em nhá, ủng thì là ủng màu dằn di. Đấy, rất là dẻo dai các bác nhá. Đấy, ủng cực kỳ xịn giò. Nhá, đây rất là dẻo dai cho anh em đi trèo cây. Anh em đi thì nó sẽ không bị nó gọi là chống trơn trượt anh em nhá. Đấy, thì chất liệu bằng bạt da thì anh em có thể thấy rất là dày dặn. Thì ở phần trước mặt của nó thì nó sẽ là có hai lớp cho anh em nhá. Thì trước tiên, một lớp đầu tiên sẽ một lớp kính mica nhá các bác nhá. À, để nó chống con ong khi anh em đang bắt ong. Và để chống con ong nó đái lên mắt mình. Đấy thì cái lọc độc của con ong nó rất là cay, nhưng rất là khó chịu khi mình dính phải cái lớp đái của nó nhá. Đái của nó rất là khó chịu luôn. Ở phần dưới này nó đã được ngăn một cái lớp gọi là một lớp lưới, hai lớp lưới. Thì cách giữa hai lớp lưới đấy là một cái dây kiô nước, để một cái dây kiô để nó tạo cái khoảng cách nhá, tạo cái khoảng cách ra để cho con ong không thể tiêm vào được vào người anh em nhá, vào mặt anh em. Đấy, nó cách ở phần đấy anh nhá. Và ở hai bên tai nó có hai ô thoáng này các bác nhá, hai ô thoáng nhá. Hai bên tai có hai ô thoáng này. Đấy, hai ô thoáng nhá. Và đằng sau lưng của nó cũng có ô thoáng luôn. Đấy, đằng sau lưng có ô thoáng rất là to ở đây và được cách một cách bởi một cái dây kiô nhá. Thì đặc biệt luôn là bộ này là nó có quạt, có ô chứa quạt làm mát cho anh em. Có ô chứa quạt làm mát cho anh em nhá. Đấy, có ô chứa quạt làm mát cho anh em. Các bác về các bác mua, các bác sắm một cái quạt bằng pin này nhá, cái quạt không dây này. Các bác về các bác cho vào đây, các bác sử dụng đấy nhá. Là mát luôn. Rất là mát luôn. Đấy. Nhá. Thì sang ngồi với cái bộ gọi là anh em thích giá rẻ hơn nữa thì bên em có cái bộ gọi là bằng bạt ô tô, chất liệu bằng bạt ô tô nhá, là nó không có ủng, không có găng tay. Và đây nhá, thì là bộ của nó đây. À, nó sẽ là chiếc lưới là có đây nhá, một lớp lưới nhá các bác nhá. Một lớp lưới thì nói chung là cái lớp lưới này thì về các bác phải đeo một cái mũ bảo hộ lửa vào nhá. Đấy, bởi đằng sau lưng nó sẽ là có một cái ô đựng quạt cho anh em nhá. Có ô đựng quạt cho anh em đây. Đấy, giá rẻ mà lại có quạt, có ô đựng quạt cho anh em nhá, rất rẻ luôn. Cực kỳ là rẻ. Đấy. Đây. Đây nhá, thì đồ đây. Đây đây các con nhá. Đấy nhá. Đấy nhá, đấy ô đựng quạt như này cho anh em nhá. Đấy, nó không ủng, không có ủng, không có găng tay nhá. Đấy, nếu mà nếu mà anh em thích mà có ủng, có găng tay thì đây, thì bên em cũng có bộ này nhá, cũng có bộ này cho anh em. Đấy, có bộ này là đã may ủng, đã may găng tay và may ủng màu đỏ này cho anh em nhá, ủng da cao su nhá. Đấy. Đấy. Đấy nhá, đã được may găng tay và may ủng cho anh em. À đặc biệt hơn đây. Thì hôm nay nhá, thì em sẽ gọi là thanh lý cho anh em nhá, thanh lý giá cực rẻ cho anh em luôn nhá. Bộ này thì không bị lỗi liếc gì đâu anh em nhá, không bị lỗi liếc gì. Ưu điểm của nó đây nhá là bằng da cao cấp màu đen như này, găng tay và ủng đây anh em có thể thấy nhá. Thì nguyên lý bộ này là nó bằng da thì mà nó được trang bị rất là nhiều ô thoáng cho anh em, rất là nhiều ô thoáng nhá anh em lưu ý nhá, rất là nhiều ô thoáng đấy nhá. Găng tay đây thì những cái đồ phụ kiện của nó đi kèm theo là bao gồm có cái khẩu trang chống độc này, một cái kính chống ong đái này và một đôi găng tay này. Đấy, một đôi găng tay cao su rồi bán nhá. Em có duyệt đúng cái bộ này thanh lý cho anh em thôi nhá. À, anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết thì anh em qua mẫu khác giúp em nhá. Đây thì ô thoáng của nó thế. Ở tay có hai ô thoáng anh em nhá. Trước ngực hai ô thoáng này. Đấy, về phần mặt của nó thì có một cái lớp lưới mica, một lớp kính mica này, các bác có thể tháo rời ra cũng được nhá. Ở trên mặt nó sẽ là một lớp lưới, hai lớp lưới được giãn cách bởi một cái dây kiô, hai dây kiô nhá. Đấy. Ở trên đầu đây ô thoáng này, hai ở đằng sau đầu hai ô thoáng này, bộ này thì cực kỳ là nhiều ô thoáng cho anh em rồi nhá.
ở phần chân cũng có hai ô thoáng này, hai bên chân hai ô thoáng anh em nhá, hai bên chân hai ô thoáng. Đấy thì đặc biệt luôn là ở sau lưng. Đấy, sau lưng này rất là nhiều ô thoáng luôn. Đấy, 5 6 7 ô cơ nhá anh em nhá. Rất là nhiều ô thoáng luôn. Bộ này nhá thì bên em là giá gốc của bên em gọi là bộ này nhá, giá gốc bên em là 1 triệu 3 nha anh em nhá, 1 triệu 3. Đấy thì bộ này bên em là vận chuyển đi là nó bị vỡ mất qua rồi, không có quạt cho anh em thôi. Thì gọi đây thì em cũng gọi thanh lý giá rẻ cho anh em luôn là 600 nghìn nhá. Thanh lý giá rẻ cho anh em là 600 nghìn. Thanh lý giá rẻ cho anh em là 600 nghìn. Đấy. Rất là rẻ luôn, thanh lý 600 nghìn cho anh em nhá. Đây thì bộ này là đây nhá anh em nhá. Đấy. Đây nhá, anh em về anh em tự mua một cái quạt như này. Anh em cho vào đây nhá. Đấy, ô được mát quạt luôn. Ở đằng sau này. Đấy nhá. Các bác nhá. Cho quạt vào đây. Nhá, cho quạt vào đây. Đấy. Thì quên mất nhá, 600 nghìn là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em rồi, 600 nghìn. Và đi cho gồm cũng cái phụ kiện của nó như này nhá anh em nhá. Đi bao gồm phụ kiện như này luôn. Đấy, một găng tay, một cái khẩu trang chống độc, một bình chứa bóng đáy. Ở đây đây. Em chưa báo giá cho anh em luôn nhá, em xin báo giá lại luôn cho anh em nhá. Đối với cái mẫu bằng bàn da này, nhá là 900 nghìn và bao phí vận chuyển cho anh em rồi. 900 nghìn anh em nhé. Và cái bộ gọi là có bằng bản ô tô không ủng, không găng tay là 400. Còn anh em thích mà cái bộ quần áo có găng tay, có ủng nhá, có găng tay, may ủng là 550 nghìn nhá, 550 nghìn. Đấy, còn mà anh em thích cái bộ mà có bằng lưới này nhá, bằng lưới đây, lưới nhá, lưới trắng cực kỳ là dày dặn luôn, rất là thoáng mát nhá. Anh em thổi cái vắt chỉ cần có gió là nó lùa vào trong người mình, làm mát cực kỳ luôn nha anh em nhé. Đấy, cực kỳ là dày dặn luôn đối với cái bộ này nhá. Hoặc là anh em thích cái bộ bằng cao cấp luôn thì sẽ là bằng vải bò, thì là cực kỳ được nhiều anh em ưa chuộng trên thị trường và rất nhiều anh em tin dùng. Đấy, bởi vì nó là cái dòng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay, không có bộ nào vượt qua được cái bộ này nhá. Ủng cao su này, ủng cao là găng tay cao su nhá, găng tay cao su, ủng cao su nhá anh em nhá. Đấy, còn anh em thích cái bộ bằng cấu trúc này, bộ bằng lưới này thì em xin gọi là báo giá luôn cho anh em nhá, là 1 triệu 3 anh em nhá, 1 triệu 3. Đấy, còn anh em thích vào cái bộ gọi là dàn di theo kiểu truyền thống đây như này nhá, dàn di theo kiểu truyền thống như này thì bây giờ là má nào à, dàn di đấy theo kiểu truyền thống nhá, cực kỳ là nhiều anh em thích. Còn cái bộ bằng vải bò này nhá anh em nhá, bộ bằng vải bò này thì là 1 triệu 5, bên em bán là 1 triệu 600 là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi nhá. Anh em thích thì alo cho em nhá. Đấy, còn bộ bằng dàn di này sẽ là 1 triệu anh em nhá, bộ dàn di này là 1 triệu, toàn bộ là giá đấy là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em hết rồi nhá, 1 triệu là đã bao gồm phí vận chuyển cho anh em hết rồi. Đấy thì đây nhá, đây thì em xin báo giá lại luôn cho anh em nhá, báo giá lại luôn từng bộ một cho anh em nhá. Đây, bộ thanh lý này, bộ thanh lý này nhá là 600 nhá, 600 bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi, 600 không có quạt thôi anh em nhá, có chỉ có ô đựng quạt nhá. Đấy thì sang bộ này là 900 anh em nhá, 900. Đấy, sang bộ bạt ô tô này là 600, bạt ô tô không ủng không găng tay 400 nhá anh em nhá. Đấy, còn thanh lý sang bộ mà có găng tay có ủng nhá là 550 nghìn bạt ô tô. Còn bộ gấu trúc nhá các bác nhá là 1 triệu 3, 1 triệu 3 bộ gấu trúc nhá. Còn bộ bằng da màu dần gì là 1 triệu. Đấy, còn bộ cao cấp hơn là vải bò là 1 triệu 6 anh em nhá. Rồi thì mọi thông tin thắc mắc thì các bác cứ liên hệ đến số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhá, để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng tư vấn nhiệt tình cho anh em luôn, để giúp anh em chọn những cái bộ quần áo ưng ý nhất, giá rẻ nhất mà lại an toàn nhá. Rồi thì hẹn gặp lại các bác đến với những cái video clip sau của em nhá. Rồi xin chào.